Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Vụ lộ đề thi công chức Phú Yên, hủy kết quả thi 29 thí sinh. Quyết định hủy kết quả thi đối với 32 bài thi của 29 trường hợp tham gia thi tuyển công chức. Lý do được đưa ra là thực hiện theo kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tại bản án số 24/2021 ngày 26 tháng 9 năm 2021. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị địa phương có liên quan thu hồi và hủy quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp trúng tuyển nhưng bị hủy kết quả thi này. Vào tháng 9 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lộ đề thi công chức xảy ra vào năm 2017 tại tỉnh này. 18 bị cáo, trong đó 17 người là cán bộ, lãnh đạo sở ngành bị xét xử về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018, ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, trưởng ban ra đề thi, đã trưng tập các bà Vũ Thị Thái Hòa, chuyên viên phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ và một số người khác không phải là ủy viên ban ra đề thi nhưng lại tham gia đọc hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước độ tối mật. Bà Hòa sau đó đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn và USB gửi cho Nguyễn Ngọc Kim, nhân viên hợp đồng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, để Kim sử dụng thi và yêu cầu Kim đưa 120 triệu đồng để tiêu xài. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định nhiều cán bộ, công tác ở các sở ngành tỉnh Phú Yên được giao nhiệm vụ là ủy viên ban chấm thi nhưng vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tác động nâng điểm 29 bài thi. Vợ ông Dũng là bà Đặng Thị Quế còn có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của chồng để trục lợi 27 triệu đồng và một số hiện vật nhằm tác động ông Dũng giúp đỡ một thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi. Kết thúc phiên xét xử Ngoài tuyên phạt 18 bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên còn yêu cầu hủy kết quả 32 bài thi của 29 trường hợp có tác động gian dối trong kỳ thi này. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Các địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao, trong đó ca cộng đồng chiếm áp đảo. Hà Nội đã chạm mốc hơn 5.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 5.477 ca bệnh, trong đó có 1.687 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh, Hoàng Mai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Nam Tử Liêm. Tỉnh Nam Định phát hiện thêm 1.715 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.275 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cũng trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2.538 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 533 ca cộng đồng. Trong ngày, hầu hết các tỉnh miền Tây đều ghi nhận ca mắc tăng so với ngày hôm qua. Địa phương tăng cao nhất là Cà Mau với 204 F0. Như bản tin trước đó, chúng tôi đã thông tin từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 2, giá xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục tăng, vượt mốc 26.000 đồng một lít. Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử. Bộ Tài chính khẳng định, tỷ trọng thuế trong giá xăng và giá xăng tại Việt Nam đều thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực và rẻ hơn nhiều nước trên thế giới. Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước trên thế giới, thì tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu bán ra của Việt Nam vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu ở nhiều nước vào khoảng từ 45 cho đến 60%. Ngoài trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì thấp hơn. Trong khi đó, đối với Việt Nam, tỷ trọng thuế đối với xăng khoảng 38% và đối với dầu khoảng 20%. Ngoài ra, giá bán xăng dầu còn có khoản chi phí vận chuyển, lợi nhuận định mức nhưng các khoản này chỉ chiếm từ 5 cho đến 8% so với mức giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu. Cơ quan chức năng đánh giá giá xăng dầu đang được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thời gian qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu được sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả, giúp cho công tác điều hành giá trong nước tăng, giảm ở mức độ phù hợp, không xảy ra tình trạng đột biến. Qua theo dõi giá xăng dầu tại một số quốc gia, Bộ Tài chính khẳng định giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực. Theo số liệu của Global Petro, ngày 31 tháng 1, giá xăng dầu của Trung Quốc là 26.622 đồng một lít, Lào là 30.665 đồng một lít, Campuchia là 26.184 đồng một lít. Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về kế hoạch bán đấu giá hơn 100 triệu lít xăng RON92 dự trữ quốc gia giá khởi điểm là 14.058 đồng một lít. Theo dự thảo kế hoạch, tài sản bán đấu giá là một lô hàng dự trữ quốc gia bao gồm 101 triệu 976 121 lít xăng RON 92 ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản. Tài sản bán đấu giá bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia tại 3 đơn vị: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp. Giá khởi điểm bán đấu giá chính thức sẽ do Bộ Công Thương quy định nhưng không thấp hơn giá khởi điểm tạm tính và được thông báo tới các tổ chức có đủ điều kiện và khả năng tài chính tham gia đấu giá trước khi tổ chức bán đấu giá. Các tổ chức tham gia đấu giá đủ điều kiện tại vòng sơ tuyển sẽ nộp tiền mặt trước theo mức tương đương 10% tổng giá trị tài sản. Việc đấu giá xăng dầu dự trữ quốc gia được Bộ Công Thương lên kế hoạch trong bối cảnh nhiều nơi thiếu xăng dầu cục bộ. test nhanh covid 19 đang là mặt hàng bán chạy khi chính sách phòng chống covid 19 thay đổi, f không được tự cách ly điều trị tại nhà. Đây cũng là lý do khiến cho mặt hàng này trở nên khan hiếm vào thời gian gần đây. Khảo sát thị trường Đà Nẵng của phóng viên cho thấy những ngày gần đây các nhà thuốc trên địa bàn thành phố tiêu thụ rất nhiều kết tết nhanh covid 19 và máy đo Expo 2. Hiện nay, kit test nhanh cũng có nhiều giá khác nhau tùy xuất xứ. Trong đó, kit BioCredit Test của Hàn Quốc có nơi bán là 80.000 đồng một bộ, nhưng có nơi bán đến 90.000 đồng một bộ. Còn loại test nhanh của Trung Quốc có giá là 75.000 đồng một bộ, có loại cũng chỉ 60.000 đồng một bộ. Các loại kit test COVID-19 đang được bán với nhiều mức giá khác nhau tùy xuất xứ đắt nhất có xuất xứ tại Mỹ, tiếp đó là Hàn Quốc. Một nữ nhân viên bán thuốc trên đường Ông Bích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho hay, hiện nay lượng người mua cái tết tăng so với trước nên giá cũng cao hơn và có lúc hết hàng. Giá vàng hôm nay 22 tháng 2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá, trong khi vàng trong nước tăng mạnh vượt qua mốc 63,5 triệu đồng một lượng. Vàng đã tăng 2,1 triệu đồng một lượng tính từ đầu năm cho tới nay. Mở cửa thị trường ngày 22 tháng 2, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 22 tháng 2, giá vàng SJC tại Hà Nội đầu mua vào là 63 triệu đồng một lượng, bán ra là 63,62 triệu đồng một lượng. Đêm qua, giá vàng thế giới ở ngưỡng 1.897 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục treo ở mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi giá vàng trong nước tăng mạnh và lên gần ngưỡng 63,5 triệu đồng/lượng. Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới đều tĩnh tiến, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước hôm nay không thay đổi nhiều so với ngày trước đó là 10,8 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, việc căng thẳng địa chính trị leo thang trong những ngày vừa qua đã làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý như một công cụ trú ẩn an toàn, khiến cho giá vàng dao động.